Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Lai sẽ gửi tới các bạn ván cờ hay đỉnh cao của danh thủ Lại Lý Huynh đánh trong vòng 1 của giải cờ tướng ASEAN năm 2023 với kỳ thủ cá bên đỏ Lý Tiên đến từ Singapore, Ngô Tùng Hàn. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 将军 将军
chương trình. Chương trình. Chương trình. Chứ Chương trình. Tới hình cờ trên sau phấn cờ cho tung mã qua. Vừa bắt mã vừa bắt xe thì bên đỏ sau một hồi suy nghĩ đã phải buông cờ xin thua trên đường công quá hay đến từ danh thủ Lại Lý Huynh. Các bạn thấy ngay đánh tiếp cờ cho tiến xe qua, bên đen là tình huống cờ cho xe 6 tiền 2. Đây vẫn là một cảnh mà thế công đến từ bên đen đến từ Huynh tỏ ra quá mạnh và vượt trội. Sau hình cờ đến từ bên đỏ, một hình cờ thua dành cho bên tiên của danh thủ Singapore Ngô Tùng Hàn. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.